Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 17 tháng 5, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật năm 2024 tại trường mẫu giáo Bông Sen. Tham dự chương trình có đồng chí Ajun Hờ Hương, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk. Chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật được tổ chức nhằm hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng và cải thiện điều kiện sinh hoạt nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em nghèo dưới 12 tuổi, khuyết tật dưới 17 tuổi tại vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh công tác truyền thông, huy động nguồn lực, tăng cường công tác phối hợp với các ngành liên quan để triển khai chương trình đạt các chỉ tiêu đề ra. Tại huyện Krông Búc, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk đã chọn trường mẫu giáo Bông Sen để triển khai chương trình dinh dưỡng cho trẻ em. Tại đây, ban tổ chức đã trao 41 hộp sữa bột công thức cho trẻ em từ 1 đến 2 tuổi. Hội Chữ Thập Đỏ cũng đã trao 160 lốc sữa Vinamilk cho 160 em học sinh đang theo học tại trường mẫu giáo Bông Sen. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk, thể hiện sự quan tâm của Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Việt Nam đối với học sinh, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao thể trạng, duy trì và tăng cường sức khỏe, sức đề kháng cho trẻ em và người dân. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Nhân Đạo năm 2024 của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk.